Keychron K10, đây là con phím cơ không dây full size mà có thể nói rằng nó mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm gõ khá ngon trong một phân khúc giá dễ tiếp cận. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để chia sẻ kỹ hơn về nó. Con phím cơ này, cái đầu tiên mà mình vẫn phải chia sẻ đấy là về cái mức giá của nó. Thì nó sẽ là 1.790.000 bên Silicon Z đang cho pre-order. Thì các bạn có thể tham khảo nhé. Tất nhiên mức giá đó thì sẽ là mức giá của bản LED đơn thôi. Còn khi mà chúng ta lựa chọn những phiên bản kiểu LED RGB hay là những phiên bản Hot Swap thì các bạn sẽ có cái mức giá nó thay đổi nhá. Bên dưới thì các bạn sẽ có thêm một số những cái keycap nữa để có thể thay đổi tùy theo các bạn sử dụng với những cái chiếc máy chạy Mac hay chạy Win thì các bạn sẽ thay vào cho nó phù hợp. Một cái đồ để có thể rút keycap, nó là keycap builder. Ok, con này thì là phiên bản thường, không phải là phiên bản hot swap, nên là chúng ta sẽ chỉ có như thế thôi, không có cái đồ để có thể rút được switch bên dưới lên. Chia sẻ về con này đi, thì đây là một con phím cơ full size, tức là nó sẽ có lên tới là 104 phím. Các bạn sẽ có đầy đủ tất cả những phím chức năng từ hàng phím số này cho tới hàng phím cơ bản này, rồi cho tới những hàng phím để hỗ trợ trong công việc, ví dụ như insert, home hay là bed up, bed down. Nó không thiếu một cái gì cả. Thì nói về cái hệ sinh thái những cái con phím cơ Keychron thì tới thời điểm hiện tại chúng ta đã thấy rằng gần như là nó full hết tất cả size rồi, từ size 61 này đến size 84 này, size 68 này, size TKL này, full size này. Bên cạnh đó thì một số những size đặc biệt thì vẫn chưa thấy, ví dụ như size 67 hay là size 65 đó. Thì nói chung rằng là Keychron vẫn là một thương hiệu nhắm tới những người dùng cơ bản, người chơi hệ kiểu là mua về là chơi luôn. Chúng ta sẽ có đây là một cái miếng mút, và cái miếng này nó sẽ có tác dụng trong cái quá trình sử dụng nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm gõ sướng hơn, tí nữa mình sẽ chia sẻ, nên là các bạn nhớ giữ lại nhá. Đầu tiên về con này thì các bạn sẽ thấy bên ngoài chúng ta sẽ có build là full từ nhựa này. Đó, và cái build này thì cũng rất chắc chắn, lắc không có tiếng gì gọi là ọt ẹt, cọt kẹt gì cả. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có hai cái nút và cổng cắm USB Type-C để có thể kết nối tới máy tính. Thì cái nút đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có 3 chế độ, một là off, hai là chọn chế độ cable và ba là chế độ Bluetooth. Và ở bên trên thì sẽ có thêm một cái nút để các bạn có thể chuyển qua những hệ điều hành như kiểu là Mac, iOS hay là Win và Android. Thì nó sẽ phù hợp với những thiết bị mà các bạn đang sử dụng để cho là những cái phím chức năng của chúng ta nó sẽ chuẩn nhất. Và đó cũng là cái điểm nổi bật của Keychron khi mà nó mang lại cái sự tương thích giữa những hệ điều hành gần như là tuyệt đối. Bên dưới thì chúng ta sẽ có đây là gì? Đấy là mình đang có đây tùy chọn với switch đến từ Gateron, nó là Gateron Red, và các bạn sẽ có LED đơn. Như mình đã chia sẻ thì ngoài cái phiên bản LED đơn này thì các bạn còn có một số những option khác, ví dụ như LED RGB, hoặc là ngoài ra chúng ta cũng có thể tùy chọn một số những cái switch khác, ví dụ như Blue hay Brown đến từ Gateron. Thì tùy theo cái sở thích gõ của bạn là gì, bạn thích có âm, bạn thích có cảm giác có khớp hay là bạn không, thì các bạn sẽ chọn cho nó phù hợp nhé. Tiếp tới đó là cái điểm mạnh của cái con phím này mà mình đánh giá nó rất cao, đó là về cái trải nghiệm gõ là một, cái sự chỉn chu và trau chuốt trong cái phần Start là hai. Các bạn có thể thấy rằng là có rất nhiều những con phím khác ở trong cái tầm giá này, khi mà các bạn mua về cái Start của nó bị lọc sọc kinh khủng luôn, thì con này nó hoàn toàn không bị các bạn ạ. Các bạn có thể nghe mình gõ này. Nhấc thử cái keycap của thanh Space này lên á, thì nó còn được lúp mỡ sẵn luôn. Tức là nó nhắm thẳng tới đối tượng người dùng cơ bản, mua về là dùng, chứ không có custom gì thêm. Rõ ràng đối với một người cơ bản thì con này là quá phù hợp rồi, đặc biệt với những bạn mà có nhu cầu nhập liệu với cái hàng phím number bass ở bên cạnh bên như thế này. Thêm nữa thì về cảm giác gõ của nó, các bạn nghe nhé. Rõ ràng khi mà mình cho các bạn nghe cái đoạn sound test vừa rồi thì các bạn có thể thấy rằng là những con Gateron Red này dường như là nó đã được cải thiện rất rất nhiều, và nó đã ngon hơn rất nhiều so với những con Gateron Red ngày xưa. Khi mà bấm á thì cảm giác nó rất là mượt, và nghe tiếng thì không có những tiếng lè xè sạn 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 ở trên thanh slide. Mình không rõ là cái con này nó đã được lúc
nó được lúc hay chưa, bởi vì là mình không rút lên được và mình không mở ra được để mình xem. Nhưng mà cảm giác nhấn này rất giống như một con switch đã được lúc sẵn rồi. Thế nên đây lại là một cái điểm nữa mà mình cũng đánh giá rất cao ở trên con phím Keychron K10 này. Thế nhưng tất nhiên đối với bản thân mình là một người đang chơi phím custom thì cái tiếng này vẫn chưa phải là cái tiếng mà làm cho mình hài lòng tuyệt đối được. Bởi vì là nó vẫn sẽ có những cái tiếng vang nó gây ra là ở cái phần đáy này, nó vẫn hơi rỗng. Và cái thứ hai đó là do cái keycap này nó khá là vang, các bạn có thể nghe tiếng gõ này, nó vang khá là nhiều. Thế nên các bạn muốn có một cái trải nghiệm tiếng gõ ngon nhất khi mà sử dụng một con phím này á, như mình đã nói, chúng ta sẽ lấy cái tấm này cắt ra cho vừa với cái case. Sau đó thì các bạn sẽ tháo cái phần đáy này ra, các bạn lót vào phía bên dưới để cho nó hết cái phần hết rỗng cái phần đáy đi, thì khi đó chúng ta gõ nó sẽ không còn bị tiếng vang xuống đáy nữa. Và cái thứ hai đó là các bạn sẽ mua một cái bộ switch một bộ keycap khác với chất lượng tốt hơn gắn lên đây, thì khi đó chúng ta có thể custom lại được cái phần keycap theo sở thích cá nhân và cái tiếng gõ nó cũng sẽ bớt vang hơn. Từ đó thì chúng ta sẽ còn có một cái tiếng nó còn tĩnh hơn nữa, nó đã hơn nữa trong cái quá trình sử dụng. Nói chung là đó sẽ là một số những cái thứ liên quan đến việc là custom nhẹ nhẹ dành cho những bạn nào muốn có những trải nghiệm gõ nó sướng hơn. Thế nhưng mà mình vẫn sẽ phải rõ ra một điều, đó là cái trải nghiệm gõ mà con này mang lại ở trong cái tầm giá này nó đã là rất rất tốt rồi. Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái tầm giá 1.8 triệu như này, đa phần các bạn sẽ thấy chỉ là những con phím kiểu là phím cơ 65% với 68 phím này, hay là một số con phím cơ TKL, hay là một số con phím cơ 61 phím. Nhưng đây là một con phím cơ full size 104 phím mà chúng ta có trải nghiệm gõ mượt sẵn, stab ngon sẵn. Việc mà chúng ta chỉ cần làm đó là mốt nhẹ nhẹ một tí nữa thôi là nó perfect. Đấy, nói chung đây là một con phím mà mình đánh giá rất cao đến từ nhà Keychron. Còn các bạn thấy sao về Keychron K10? Có bao nhiêu bạn đang sử dụng con phím này? Hãy comment để lại cái trải nghiệm cá nhân của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì giờ lại tại đây nhá. Các bạn có thể đừng quên là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.